Đạo diễn Diên Tuấn Bình. Chủ nhiệm chế tác Thiệu Hoài Lượng. Chế tác và phát hành Công ty Hữu hạn Văn hóa Ánh Thị Trung Liên Bắc Kinh. Sản xuất Công ty Hữu hạn Đầu tư Văn hóa Ảnh thị Thiên Địa Tùng Hằng, tỉnh Gia Tô. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ảnh thị Tân Nguyên Thiên Tân. Với sự tham gia của các diễn viên Ngô Việt, Ngô Nhược Phổ, Quách Thọ, Triệu Lượng, Sa Hiểu, Hải Ba, Hứa Sâm Thọ cùng một số diễn viên khác. Phim Người phía sau. Tập 10. Chuyện này vốn rất bình thường. Bệnh tâm thần rất dễ bị tái phát. Đời sống bên ngoài không giống trong bệnh viện. Ở đây có quy luật và sự bình yên. Bên ngoài chỉ cần có một chút khuấy động. Chuyện này anh không cần phải giải thích. Tôi cũng là bác sĩ, không biết chuyện này sao? Viện trưởng, tôi thấy người nhà bệnh nhân cũng phải có một chút kiến thức chăm sóc bệnh nhân. Nếu không, khi người bệnh trở về nhà, họ sẽ vô ý làm tổn hại bệnh nhân. Giờ việc chúng ta cần làm không phải là huấn luyện người nhà bệnh nhân thế nào, mà phải ăn nói sao với họ đây. Tại sao một người đàng hoàng phải cầm dao phay chặt từ trên xuống? Nói thẳng là họ muốn ta phải chịu trách nhiệm. Người ta thưa mình làm việc lơ là. Chuyện này là do tôi đề xuất. Tôi phải chịu trách nhiệm. Không phải, trách nhiệm là do tôi. Do tôi áp dụng phương án này. Do ngay từ đầu tôi đã đề xuất. Đủ rồi, hai người giành lấy trách nhiệm như vậy. Làm tôi khó xử quá. Người nhà ông muốn gì? Quyết không bỏ qua, nhất định phải kiện bệnh viện chúng ta. Luật sư mời tới rồi, đang ở trong văn phòng của tôi. Viện trưởng không muốn đụng đẩy trách nhiệm. Nếu muốn kiện cáo, để họ kiện một mình tôi là được rồi. Nè, cô. Nè nè, để tôi giới thiệu. Đây là luật sư Hà, người nhà họ mời tới, chuyên giải quyết các vấn đề luật pháp. Vị này là bác sĩ Mạnh, học trò giỏi vừa mới điều tới bệnh viện chúng tôi. Tuổi trẻ có chút nông nổi, kinh nghiệm làm việc chưa đủ, suy xét vấn đề chưa thấu đáo, nhưng có tinh thần dám nghĩ dám làm. Chuyện lần này là như vậy. Việc điều trị này trách nhiệm hoàn toàn do tôi. Không phải, trách nhiệm là do tôi. Tôi đề ra phương pháp điều trị này. Bác sĩ Ngô, tôi rất tán thưởng tinh thần giành lấy trách nhiệm về mình. Đúng vậy, tôi cảm động trước tình đồng nghiệp của các người. Có điều, tôi đại diện cho người nhà Dương Quý đến tìm hiểu và giải quyết vấn đề, không phải là đến để hỏi tội. Chúng ta hãy ngồi xuống, bàn về tình tiết vụ này đi. Bác sĩ Ngô, lúc nãy anh nói hai người họ có quan hệ gì với nhau? Luật sư Hà Dĩ Hoa là mẹ kế của bác sĩ Mạnh. 14 năm nay họ không gặp mặt nhau. Chả trách. Vậy là vụ của Dương Quý có thể thay đổi được tình thế rồi. Người nhà với nhau dễ nói chuyện mà. Thay đổi tình thế, họ không ghét nhau là tốt lắm rồi. Quan hệ của họ không tốt. Đây là ý của người nhà bệnh nhân. Dì cũng làm theo đúng luật. Con xem đi, nếu còn có vấn đề gì, dì có thể chuyển lời lại. Không có chuyện gì, vậy dì xin đi trước. Công việc bận rộn lắm, bận túi bụi cả ngày. Tại sao vậy? Cái gì tại sao? Chúng ta gặp nhau trong tình cảnh hai bên đối lập nhau. Đây là công việc, là chức trách của dì. Con có rõ không?
Đổi lại là con, con cũng không vì vấn đề tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc. Con biết dì hận con. Đã nhiều năm vậy rồi, là con luôn hận dì mới phải. Dì Hà, số tiền sinh hoạt và học phí 14 năm nay dì nuôi dưỡng con, con sẽ trả cho dì cả vốn lẫn lời. Dì không cần đâu. Bất kể dì có cần hay không, con cũng phải trả lại. Xem như là tiền dưỡng lão dì gửi ở chỗ con vậy. Cái đồ ngốc này rõ ràng không phải lỗi của em, lại cam chịu mang tiếng quan. Đó cũng không phải là lỗi của anh. Sao anh phải giành lấy tiếng quan đó? Cục trưởng Dương. Cục trưởng Dương. Bác sĩ. Thấy sao hả? Ông không khỏe ở đâu? Tôi nhức đầu. Ông thấy không khỏe ở đâu? Tôi nhức đầu lắm. Đánh trống trong lỗ tai. Bác sĩ, mổ cho tôi đi. Lấy máy nghe lén trong đầu tôi ra đi. Tôi xin ông. Cầu xin ông. Đồ chơi giờ làm hiện đại vậy hả? Tôi định mua cho thằng bé máy vi tính. Sau đó nghĩ lại, nó còn nhỏ quá chắc chưa dùng tới. Nghĩ rất lâu mới quyết định mua cái này. Còn có hướng dẫn nữa. Nó có mấy cách chơi lận. Không cần phải tốn nhiều tiền vậy đâu. Con nít mà nhìn thấy đồ chơi này là vui nhất rồi. Phải rồi, Phó Viện trưởng Triệu, chuyện chọn chủ nhiệm xong rồi hả? Ngô Tiếu Châu làm sao mà chống đỡ nổi? Sao vậy? Bệnh nhân Dương Quý trị khỏi bệnh xuất viện, không lâu thì bệnh tình tái phát. Người nhà bệnh nhân đòi kiện bệnh viện. Ngô Tiếu Châu liền mắc nỗi quan này vào người. Xem ra chức chủ nhiệm của anh ta tạm thời khó làm nổi. Bệnh nhân vốn là do bác sĩ Mạnh phụ trách, đâu phải chuyện của anh ta. Lại cương quyết nhận chuyện này. Cô coi đi. Viện trưởng, tôi nghĩ tiền đồ của tuổi trẻ là rất thênh thang, nên cho ảnh thêm cơ hội nữa đi. Như vậy đi. Bác sĩ Ngô, anh tiếp tục là bác sĩ chủ trị cho Dương Quý. Khi nào trị hết bệnh cho Dương Quý thì khi đó tôi mới phục chức cho anh. Còn văn phòng thì tôi để dành đó cho anh. Anh thấy sao? Tôi thấy được đó. Y thuật của bác sĩ Ngô cao thâm, lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bác sĩ Ngô, mau cảm ơn viện trưởng đi. Viện trưởng, tôi đề nghị nên chuyển bệnh nhân đến khoa não. Tại sao? Ít nhất phải kiểm tra chi tiết não bộ của ông ấy. Tôi nghĩ bệnh của ông là do vấn đề sinh lý. Rất rõ ràng, ở đây có một bóng mờ quá gần với thần kinh thính giác. Sợ làm gì chèn ép dây thần kinh thính giác nên có lúc nhức đầu, có khi sinh ra âm thanh ảo. Vậy lúc đầu không phát hiện ra, có phải là chúng ta chẩn đoán sai? Không thể nói như vậy. Lúc bệnh nhân nhập viện đã kiểm tra não kỹ lưỡng rồi, không có cái gì hết. Không ngờ là hơn 2 tháng ngắn ngủi lại lớn như vậy. Có lẽ là lành tính. Là lành tính. Nếu phẫu thuật tỷ lệ thành công rất cao, lần này không cần dùng đến ám thị tâm lý. Phải mổ cho ông ta thật rồi, phải không bác sĩ Mạnh?
Thực ra bác sĩ Mạnh dùng ám thị tâm lý để giải quyết áp lực tâm lý cho bệnh nhân. Điều này sẽ có hiệu quả với những trường hợp đặc biệt. Trực giác nhạy bén. Cảm ơn, tôi được mở mang kiến thức rồi. Sư Ngô, là tôi. Tôi xin lỗi. Anh mạnh tay quá. Phó viện trưởng Triệu, tôi phải nhắc nhở anh. Tôi không quen khi có người đi sau lưng mình. Không có ý gì đâu. Thì ra là như vậy. Phải rồi, tìm tôi có việc gì? Anh coi đó, văn phòng này cũng để trống không ít ngày rồi. Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Được. Nè, chuyện Dương Quý sao rồi? Đưa đến bệnh viện trong thành phố, tìm khoa não tốt nhất phẫu thuật rồi. Vậy hả? Cũng may là lần này sinh lý bệnh nhân biến thành bệnh tâm thần, nên người nhà họ không truy cứu nữa. Nếu không lần này tôi phải chạy tới chạy lui giúp đỡ anh, sợ là cũng không giúp đỡ được. Không cần nhắc nhở tôi, về điểm này tôi nợ anh. Chỉ sợ là lần này anh mưu tính vô ích. Là ý gì? Nói thật cho anh biết, tôi vốn không màng gì tới chức chủ nhiệm. Cho dù chuyện Dương Quý đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi cũng không màng. Vốn là vậy mà. Bệnh nhân xảy ra chuyện ở nhà mình, không phải là trong bệnh viện, cho dù là trợn trừng mắt ngừng thở cũng không vu cáo được bệnh viện và bác sĩ nữa, có phải không? Trợn trừng mắt ngừng thở, phải đó. Anh đối với sự sống chết của bệnh nhân qua loa như vậy, tùy tiện nói qua loa sơ sài, nói anh biết, tôi hoàn toàn không giống như anh. Chỉ cần bệnh nhân qua tay Ngô Tiếu Châu xử lý, tôi đều hoàn toàn chịu trách nhiệm, không giống như anh trốn tránh trách nhiệm. Bác sĩ Ngô, anh nói vậy là có ý gì? Tôi luôn đứng về phía anh mà. Tốt nhất anh đừng đứng về phía tôi. Tôi vốn không phải là loại người giống anh. Có thể anh đã quên chuyện 14 năm trước rồi, nhưng tôi không quên. Thật xin lỗi, Tu Văn đi điều tra bệnh án rồi. Giống như luật sư các người vậy, các người cần có chứng cứ. Điều các bác sĩ khoa thần kinh chúng tôi cần là nguyên nhân gây bệnh. Điều tra bệnh án gì chứ? Rõ ràng là kiếm cớ mà. Muốn trốn tránh tôi, chẳng lẽ tôi đáng sợ vậy sao? Tôi chỉ muốn bù đắp về tinh thần cho nó thôi. Nếu vậy, bà nên cho cổ chút thời gian. Tôi nghĩ cổ sẽ hiểu ra. Tôi xin lỗi. Không,
Anh không cần phải nói xin lỗi. Xin hỏi cô là Đổng Tuyết phải không? Phải. Tôi là bác sĩ bệnh viện Hà Nguyên, đồng nghiệp của Đổng Phong. Tôi muốn nói chuyện liên quan tới Đổng Phong. Cô có rảnh không? Được, vậy cô để tôi ở ngoài lầu đi. Tôi đi thay quần áo. Được, làm phiền cô, thật là ngại quá, không có gì. Không phải tôi vô tình vô nghĩa, thật ra không có cách nào dứt ra được. Nhóm tôi sắp có buổi biểu diễn, tôi còn có bài múa đơn nữa. Cô nói tôi có thể đi là đi sao? Hơn nữa nghe nói bệnh của Đổng Phong cũng không thể một ngày hai ngày là có thể trị khỏi. Tôi nghĩ có đi thăm chị, có lẽ chị cũng không nhận ra tôi đâu. Tình cảm hai người có tốt không? Thật ra cô cũng nhận ra, tình cảm giữa chúng tôi vẫn còn vướng mắc, chưa được giải quyết. Vướng mắc gì có thể nói tôi biết không? Hai năm trước tôi cướp vị hôn phu của chị. Cứ cho là vậy thì cổ cũng là chị ruột của cô. Ngay cả một lời nhắn cũng không có sao? Một tháng trước tôi bị anh ta đá. Ai? Người đàn ông suýt chút nữa thành anh rể tôi. Anh ta nói vẫn còn thích Đổng Phong. Nói trong khoảng thời gian sống chung với tôi, anh ta cảm thấy rất áy náy. Cô có thể hiểu được tâm trạng tôi không? Tôi yêu ảnh như vậy, thậm chí không màng đến tình cảm chị em, cướp ảnh từ tay chị tôi, rồi xua đuổi tôi bằng một câu nhẹ nhàng như vậy. Tại sao cô không nghĩ cho Đổng Phong? Cô là em ruột cổ, và người cổ yêu thương nhất. Hai người cùng lúc phản bội cổ, làm tổn thương cổ rất lớn. Giờ tinh thần cổ bị sụp đổ, hoàn toàn do hai người đã khuấy động tới cổ. Cô đừng đổ hết trách nhiệm lên người tôi. Giờ Đổng Phong như vậy hoàn toàn do chị chuốc lấy. Chị đã hại chết bệnh nhân của mình. Chuyện chỉ làm tự chỉ chịu. Cô nói cái gì? Hại chết bệnh nhân của cổ là ý gì? Cô không tin, đi theo tôi. Đây là những lá thư hai năm nay chị viết cho tôi. Tuy hai chúng tôi hận nhau, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng duy trì tình cảm. Tôi nghĩ có lẽ là lòng tự trọng bị tổn thương. Không bao lâu chị tìm được một tình cảm khác để gửi gắm. Trong thư chị nói đã yêu một bác sĩ trong bệnh viện. Nhưng vì bác sĩ này và nữ bệnh nhân của anh ta có quan hệ tình cảm với nhau, Đổng Phong vì chuyện này mà ghen tức rồi rối trí lên, rồi quyết định ra tay với người chưa phát bệnh. Đổng Phong là người như vậy, bề ngoài xem có vẻ rất yếu đuối dịu dàng. Nhưng nếu chỉ đã hận người nào thì hận đến muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Đây là cách làm của đàn bà, là phương thức của người thua cuộc. Tiểu Tuyết, chị đã thích ứng với cuộc sống ở Hà Nguyên. Hơn nữa, ngày đầu tiên chị tới đây đã yêu một người. Ảnh là bác sĩ ở đây, tên Hồ Tiếu Châu. Đây là ngày u ám nhất trong cuộc đời chị từ trước tới giờ. Vì chị đột nhiên phát hiện lòng của Ngô Tiếu Châu đã thuộc về người khác. Người phụ nữ trong lòng ảnh lại là một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm. Chị thật không chịu nổi nữa rồi. Chị đi đến quyết định phải giành lấy hạnh phúc của mình. Bề ngoài xem có vẻ rất yếu đuối dịu dàng,
Nhưng nếu chỉ đã hận người nào thì hận đến muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Đây là cách làm của đàn bà, là phương thức của người thua cuộc. Tình yêu có thể khiến người ta đẹp hơn, cũng có thể làm người ta xấu hơn. Kỳ lạ, Thiền Linh tự sát có liên quan gì với Đổng Phong? Em nghĩ có thể chuyện này liên quan đến cái kẹp tóc. Tại sao? Ám thị. Mọi người luôn nói với nhau là nếu một người nhặt được di vật của người chết, không bao lâu sẽ phát điên rồi chết. Với người bình thường, cách nói này là vô căn cứ, nhưng với bệnh nhân lại là một chất xúc tác. Đổng Phong chính là lợi dụng nhược điểm này của Thiền Linh. Bệnh nhân mắc chứng trầm cảm vốn có khuynh hướng tự sát và tự hành hạ, cho nên nói bi kịch của Thiền Linh là đương nhiên rồi. Ý em hình như tất cả là do anh mà ra phải không? Anh không thấy vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Phụ nữ có lúc là một động vật đáng sợ, đặc biệt là những người từng bị tổn thương. Đổng Phong không có được tình cảm của anh, rồi biến Thiền Linh thành tình địch giả tưởng. Cổ để chiếc kẹp này ở chỗ Thiền Linh hay đi tản bộ. Mối tình lần trước của cổ bị người em ruột của mình cướp lấy, cho nên lần này cô quyết định nhất định không được thua. Kẹp tóc này tặng cho cô nè, có đẹp không? Để tôi kẹp cho cô. Lúc này tâm trí của cô mất thăng bằng, không thể khống chế được mình. Cô biết làm như vậy là không phải, nhưng ít nhất cũng làm cho cô thấy dễ chịu một chút. Không ngờ là Thiền Linh lại chết thật. Cô vừa áy náy vừa hối hận, mỗi ngày đều bị lương tâm lên án, không biết trút tâm sự với ai. Về lâu về dài rồi suy sụp luôn. Là như vậy đó. Một câu chuyện tình thật bi thương. Câu chuyện rất sinh động, biên soạn hay lắm. Phải rồi, luật sư Hà có tới tìm em, nói ngày giỗ ba em lại trùng hợp với ngày em không có mặt vì chuyện của Đổng Phong. Không phải trùng hợp, là em không muốn gặp dì ấy. Nhưng bà ấy là vợ của ba em, mẹ kế của em. Nhưng dì ấy là mẹ của Băng Băng. Băng Băng mất đi là do lỗi của em. Em không dám xin dì tha thứ, không dám nghĩ tới. Hiểu lầm giữa hai người, nên đi gặp nhau đi. Gặp nhau nói ra hết. Ở trên đó, tự mình em lên đi. Anh là người ngoài, hai người nói chuyện không tiện. Hay mình về đi. Đừng cứng rắn quá. Đã tới đây rồi, cho thấy em cũng muốn làm quà với bà ấy, có phải không? Vậy còn anh? Anh đi tìm một người bạn gần đây, không cần lo cho anh. Không được đổi ý đó. Là con hả? Mau mau, mau vào đi.
Vào đi, vào nhà ngồi đi. Trong nhà bừa bộn, lâu rồi chưa dọn dẹp, con mau vào đi. Giữa ba con đã hứa là đi với nhau, nhưng hôm đó con có việc nên không đi được, thật là xin lỗi. Không có gì. Đi hôm đó là do ý của dì, hôm nay tới cũng vậy thôi. Ba con nhìn thấy con thắp nhang cho ông ấy chắc sẽ vui mừng lắm. Mấy năm nay dì sống có vui không? Cũng được. Nè, ngồi đi. Mấy năm nay công việc mở ra càng ngày càng lớn, chuyện làm ăn càng làm càng bận. Có khi không muốn về nhà. Dì vừa về đến nhà, một người sống lớn tuổi cứ phải gặp mặt hai người chết suốt cả ngày, hình như đã bước một chân vào quan tài vậy. Dì Hà, thật ra dì nên đi ra ngoài vận động một chút, hít thở không khí trong lành sưởi nắng. Như vậy rất có lợi cho sức khỏe tâm lý của dì. Phải phải, dì quên, con là bác sĩ tâm lý. Lời của chuyên gia không dám không nghe. Mấy năm nay, sức khỏe dì không tốt, sắp làm không nổi nữa rồi, cũng phải về hưu thôi. Chỉ có điều không biết sau khi về hưu xong làm sao mà tiêu hết nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Tôi liều mạng với cô. Con không phải là hung thủ. Con không phải là hung thủ. Con không phải. Cảm ơn. Dì nuôi con mèo này nè, Tu Văn, có thích nó không? Dì Hà, con vào nhà vệ sinh rửa tay. Con không khỏe phải không? Sao vậy? Ở nhà có thuốc đó. Con không sao. Em nói, hôm nay là anh hẹn em ra đây, sao cả buổi sáng anh không nói câu nào hết vậy? Anh không biết hẹn với phụ nữ rồi lạnh nhạt là đại kỵ sao? Anh xin lỗi. Hay là kêu thêm một ly nữa đi, anh gọi giùm em. Phục vụ. Thôi được rồi, không cần không cần. Chiếc nhẫn này của em rất đẹp. Thật đó. Không ngờ là đã nhiều năm như vậy anh vẫn còn mắc cỡ. Cái gì? Thôi được rồi, em không chọc anh nữa. Có chuyện gì muốn em giúp đỡ phải không? Nói đi. Tu Văn, đừng dính mắc tới chuyện đó nữa.
là chuyện ngoài ý muốn. Ít ra cũng nên nghĩ đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như vậy, dì và con mới có thể sống vui vẻ với nhau được. Cái chết của Băng Băng là do lỗi của con, nhất định rồi. Dì lớn tuổi phải sống cô độc cũng là lỗi của con. Chẳng lẽ dì không hận con sao? Nếu dì hận, tại sao còn gửi tiền cho con? Dứt khoát để con tự sinh tự diệt là được rồi. Tu Văn, dì không có ý của trách dì con. Nếu năm xưa dì quá đáng với con, dì xin lỗi. Trải qua nhiều năm rồi, con đã khôn lớn, dì cũng đã già. Dì nghĩ hai chúng ta sẽ có cách để bù đắp lại tình cảm. Tình cảm con người và đồ vật không giống nhau. Không thể nói lấy một ít keo dán lên là có thể bù đắp được. Nếu nói như vậy, nỗ lực 14 năm nay của dì là uổng phí hết sao? Con xin lỗi. 14 năm nay con luôn nghĩ tiền sinh hoạt và học phí là do bác sĩ Ngô gửi cho con. Muốn em làm việc cho anh là phải trả công đó. Giờ anh là chủ nhiệm rồi, lại bỏ lên từ bác sĩ điều trị. Chức vị của anh rất có trọng lượng. Phó viện trưởng Triệu nói nhập thuốc của công ty nào đều phải do chủ nhiệm Ngô nói một tiếng. Tiền phần trăm của em, tiền hoa hồng cho anh đều có hết. Vậy không phải lợi cả đôi đường sao? Em tính toán sai rồi. Anh vừa lên chức chủ nhiệm chưa được 24 tiếng đồng hồ là bị miễn chức. Không sao, con người em vẫn luôn đặt hy vọng vào anh. Em đã nhắm anh rồi. Nói đi, có chuyện gì muốn em làm? Em giúp anh điều mạnh Tu Văn đi được không? Tốt nhất là lúc cổ chưa phát giác được gì, giúp cổ thay đổi công việc. Tu Văn, dì còn có chuyện muốn nói. Dì cảm thấy Ngô Tiếu Châu là người không đàng hoàng, tốt nhất là con nên giữ khoảng cách với anh ta. Tại sao dì nói vậy? Con đừng nóng, hãy nghe dì nói hết. Dù dì không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng dì là luật sư, cả đời gặp qua vô số loại người. Theo trực giác của dì, Ngô Tiếu Châu không dám nhìn thẳng vào mắt của dì. Con biết rồi, lâu nay dì phân biệt được thực hư. Theo tri giác, dì phân người ta thành hai loại người. Một là người đã phạm tội, hai là người sắp phạm tội. Có phải không? Còn sai rồi, Tu Văn. Làm cái nghề luật sư này phải đứng dưới góc độ của người bị tình nghi là phạm tội, kịch liệt biện hộ cho họ. Bất kể là con có chán ghét thế nào, lòng thấy đáng ghét bao nhiêu, nhưng mà con cũng phải khống chế tình cảm chủ quan của mình mà biện hộ cho họ, giống như bác sĩ của các con vậy. Tu Văn, vấn đề của con dì hoàn toàn không thể không quan tâm được, bởi vì con là con gái của dì, là con gái của chồng trước của dì. Đối với việc của con, dì không thể không quan tâm. Có thể thấy con có tình cảm với Ngô Tiếu Châu, phải không? Nhưng tình cảm mông lung này dễ bị người ta lợi dụng lắm. Bất kể thế nào, dì cũng là trưởng bối, dì không thể để con ngày càng lún sâu được. Không cần nói nữa đâu luật sư Hà, là Ngô Tiếu Châu kêu tôi tới đây. Là anh báo tôi biết học phí 14 năm nay là bà gửi cho tôi. Mọi chuyện đều do anh nói tôi biết. Bà hãy dùng trực giác và tài ăn nói của mình để giải quyết các vụ án của mình đi. Đừng lãng phí đổ cho người vô tội nữa. Tu Văn, Tu Văn,
Sao anh vẫn chưa đi? Anh lo cho em. Đi nào. Sao lại không vui? Anh sẽ đột nhiên biến mất không? Anh biến đi đâu được? Em không phải là người mê tín, nhưng dạo gần đây có rất nhiều dấu hiệu. Em thấy không thoải mái lắm. Anh coi đó, bệnh nhân bệnh cũ tái phát, đèn pin biến đâu mất. Gặp phải một con mèo đen. Ngày thứ hai tới đây thì đụng phải một người chết. Thần kinh của Đổng Phong lại có vấn đề. Tất cả những chuyện đó, không có chuyện nào làm người ta vui hết. Em nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ nhiều quá. Hôm đó có phải anh tìm tấm hình không? Làm sao em biết anh đang tìm tấm hình? Là em lấy tấm hình đó, cũng là em lén để lại. Tại sao em? Em chỉ muốn xem cổ ra sao thôi. Em xin lỗi. Liều lượng thuốc tể này phải khống chế, vì nó có tác hại vô cùng lớn tới hệ thống thần kinh, có nhớ không? Biết rồi. Thuốc này... Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Alo. Phải, tôi là Mạnh Tu Văn. Ông là... Trác Nhiên, học trường y. Sao vậy? Tâm tình mình vui, bạn không vui sao? Được được, mau lên lớp đi, tạm biệt. Gặp chuyện gì vui? Vui một mình vậy? Buổi sáng lượm được tiền hả? Em vừa nhận được một cú điện thoại. Điện thoại gì bí mật vậy? Phòng khám tâm lý tư nhân nổi tiếng nhất thành phố gọi điện cho em. Họ muốn mở rộng quy mô, muốn tìm nhân tố mới, lôi kéo người. Em vẫn chưa nghĩ kỹ có đi hay không. Hay là anh cũng đi đi. Người ta cần nhân tố mới, cần người trẻ tuổi. Anh già như vậy còn đi cướp tiền hưu trí của người ta sao? Anh già hả? Mới có 37-38 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã làm chủ nhiệm rồi. Người ta muốn cướp cũng không được. Được rồi, anh không rời bệnh viện Hà Nguyên đâu. Được. Anh không đi, em cũng không đi. Cả đời người không có nhiều cơ hội tốt vậy đâu. Nếu vì anh mà từ bỏ, vậy tội của anh quá lớn rồi. Nói thật nha, em gặp phải chuyện tốt như vậy còn không dám tin nữa. Em không có gì hết, kinh nghiệm không có, học lực cũng chỉ là thạc sĩ. Có nhiều bác sĩ nổi tiếng như vậy, anh nói sao họ lại chọn em? Em không biết là em có nhiều ưu điểm lắm sao? Thật hả? Thật mà. Nhưng nếu em đi thì em không thể làm việc chung với mấy anh rồi. Đâu phải là qua sông qua biển gì đâu. Hơn nữa, không phải chúng ta không gặp nhau nữa, có phải không? Bác sĩ, nếu anh có ý gì với tôi, nói trực tiếp với tôi có được không? Tôi biết đầu óc mình không được tốt lắm, đừng để tôi phán đoán có được không? Vậy đừng lãng phí đầu óc mình nữa. Tôi không có ý gì với anh hết. Bệnh nhân đang chờ tôi, không có thời gian nói chuyện phím với anh.
là ý gì đây? Là tiền của Hạ Hồng Vũ. Anh ta để ở chỗ tôi, tôi để một ít cho anh. Hơn nữa, anh ta là bệnh nhân của anh, mạng của anh ta đang nằm trong tay anh. Đây là những đồng tiền bất nghĩa không sạch sẽ gì, không lấy thì uổng phí lắm. Anh cũng biết là trị bệnh cho con trai tôi cần một đống tiền, là một cái giếng không đáy. Cầu xin anh nhận dùm một ít có được không? Anh tự giữ cho mình đi. Anh đối với tôi như vậy là vì một người tên là Trác Nhiên. Tôi điều tra rồi, mấy người là bạn học với nhau. Cô ta nhỏ hơn anh 2 khóa. 14 năm trước, cô ta ở phòng 219 bệnh viện chúng ta. Không sai, tôi là người chữa trị cho cổ. Nhưng anh cũng biết là y thuật của tôi không bằng anh. Tôi không phủ nhận, nhưng cái chết của cổ không phải là lỗi của tôi. Xin lỗi, tôi bạo gan hỏi anh một câu. Quan hệ giữa anh và người bạn Trác Nhiên là không bình thường phải không? Nghe đây, anh không có tư cách nhắc đến tên cổ. Cổ xảy ra chuyện ở nhà mình, trên đường mang đi cấp cứu thì tắc thở. Chuyện này tính cho tôi có công bằng hay không? Là người nhà cổ, không đành để con gái yêu quý của mình sống trong bệnh viện. Họ than khóc đòi cho xuất viện, tôi còn cách nào khác sao? Anh, làm gì vậy? Ông sống như vậy cũng là đền tội rồi. Hơn nữa, tôi cũng không nhẫn nại theo ông nữa. Ông có nghe nói đến cái chết thanh thản không? Chết thanh thản gì? Chính là chết không đau đớn. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Vậy được, chúng ta chơi một trò chơi đi. Thắng thì ông được sống, thua thì ông phải chết. Tôi không muốn chơi trò gì hết. Tôi không muốn chơi trò gì hết. Ông phải chơi. Đây là cơ hội duy nhất của ông. Đoán đi, là hình hay chữ? Đoán đúng là ông được sống, đoán sai thì ông phải chết. Tôi không đoán, tôi không đoán. Ông phải đoán. Đoán. Chữ. Ông thua rồi. Chắc chắn là thua rồi. Không không, ông chưa nhìn mà. Không, tôi không muốn chích thuốc. Tôi không muốn chích thuốc. Tôi xin ông mà, tôi không muốn chích thuốc. Đừng giết tôi. Đừng mà, tôi xin ông.憔悴，寂寞无罪。
你从此不再憔悴。